mùa hè là các bạn nên hoa cũng có nhiều, còn sắp sót lại hay là cái hoa này thôi. Một buổi chiều thiệt là mát mẻ, không khí thiệt là trong lành, thích hợp đi dạo lắm. Hello, xin chào các bạn nha. Nay lại là chủ nhật rồi, cuối tuần. Bên đây thì lúc này thời tiết nói chung thì gió nhiều, nhiệt độ cũng khá là cao, 30 độ rồi các bạn. Nhưng mà gió nhiều nên nó cũng mát. Đi làm thì nó hơi nóng nực, nhưng chứ nghỉ ở nhà thì thoải mái lắm. Hôm nay chiều cũng mấy cái này cũng 3 giờ chiều rồi, đi dạo dạo chơi, quay phong cảnh giới thiệu đến các bạn. Và mình đang cũng đến một cái công viên cũng cách nhà cũng cỡ nửa tiếng đi bộ. Và đi dạo dạo ở đây quay cảnh để giới thiệu đến các bạn. Ok, và mình bắt đầu tiếp tục đi dạo dạo thôi. Ok, chúc các bạn cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân nhé. Ok, còn đây là bản đồ của công viên đó các bạn, thay động lớn ghê không. Quá lớn. Bây giờ đây chuẩn bị bước sang mùa hè rồi. Nên cây cối nói chung là rất là xanh tươi luôn các bạn. Hoa thì nó cũng hơi hạn chế, cũng hơi bớt hoa rồi. Cây cỏ đều xanh tươi, chung không khí thì rất là thoải mái luôn các bạn, mát mẻ. Nói chung công viên này rất là lớn, cũng có rất là nhiều người đi dạo ở đây. Trong công viên có rất là nhiều băng đá các bạn, để cho mình ngồi mình nghỉ mát hóng gió rồi. Nói chung rất là thoải mái khi mà đi dưới đây. Rất đông người. Phía xa kia là có một người biểu diễn cái đàn cổ gì. Đây là cái đội của họ đó các bạn. Thời tiết thì rất là tốt, trời nắng rất là đẹp. Họ đang đánh đàn thử nhạc cụ của Nhật đó các bạn, rất là nghe âm thanh rất là hay ha. Còn đây là những tấm hình nói chung cũng rất là nổi tiếng của Nhật đó các bạn, thể hiện cái văn hóa của người ta. Công viên rất là lớn luôn, có cả khu vui chơi cho trẻ em nữa các bạn. Và đây là họ đang
chơi bóng chạy. Một môn thể thao rất là nổi tiếng của Nhật luôn đó các bạn. Sân rất là lớn. Có cả khán đài nữa. Đây là dãy cầu lông của người ta đây. Đánh đôi. Lộn à, đánh quần vợ các bạn ơi. Nói chung thì khá là nhiều theo dõi đó. Cây cối um tùm xanh rất là mát mẻ. Là cái công viên này rất là lớn các bạn. Rồi tiếp tục đi tiếp. Có thì bự có những cái bia bia chạm như thế này nè. Cũng rất là dị thú. Cây này bông nó làm như bông lụ vậy đó các bạn, mà không phải nha. Không biết tên nó là cái gì, bông gì đâu. Nó cũng có con chim cu này như thế này các bạn. Con cu đất nè. Nói chung thì ở Nhật nó có nhiều chim, vịt, vịt trời đồ, cây cối đồ, nó giống như cỏ rồi, giống như Việt Nam lắm á các bạn. Nhưng mà con cái xứ của nó lạnh thì lạnh dữ lắm, nóng thì nóng dữ lắm. Ăn mê sai luôn. Những gốc cây thiệt là to luôn. Đây là cái bờ vực. Cái vực như là một cái mương vậy đó. Cây cây rất ngộ nghĩnh luôn. Nằm ngang đó gọc đất luôn. Nó khá là sâu đó các bạn. Một công viên lớn
trang trí bia đá tưởng niệm được. Vẫn là cái bộ phần ghế đá đây. Một cái cổng, cổng nhỏ các bạn. À, bên trong có một tay cầm cung với cầm kiếm. Đây, một cái bức tượng của anh hùng ở đây mình cũng không nhận. Đá đó các bạn, đá mà họ xếp lên một cái thềm như thế này luôn á. Ở Nhật thì 80% nó là núi đó các bạn, núi nhiều lắm. Mặt trời, giờ này mặt trời 3 giờ mấy, gần 4 giờ rồi, mặt trời nắng ghê không. Nói chung thì công viên rất là rộng lớn luôn các bạn, đi bộ thì nó mỏi chân luôn. Bây giờ chắc có lẽ mình tạm dừng video tại đây quá. Cây cối xanh tươi rất là thoải mái luôn. Và bây giờ tạm dừng video đây và đi siêu thị thôi. Đi siêu thị mua đồ ăn, chuẩn bị cho ngày mai từng làm việc mới rồi các bạn ơi. Lay quay thì vài ba ngày chúng ta lại gặp nhau. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và ủng hộ mình nha. Nhưng mà cũng rất là cần các bạn xem và đăng ký kênh ủng hộ. Chứ mình bấm đăng ký cũng không có mất nhiều thời gian đâu các bạn, mà cũng không có tốn chi phí gì hết. Nên các bạn cứ mạnh tay mà bấm đăng ký kênh ủng hộ. Chứ mình cũng sẽ tương tác lại với các bạn, chứ mình không có ấy đâu, không có làm lơ đâu. Các bạn đã subscribe kênh của mình. Ok, chúc các bạn ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Và video tiếp theo sẽ là một chuyến thám hiểm đảo các bạn. Cuối tuần sau mình sẽ đi đảo. Sau đó mình sẽ quay cho các bạn coi cảnh đảo. Tại bên đây ở Nhật nó hình thành lên đất nước của nó là một cái như đảo nhựa. Chứ nó không có đất liền như Việt Nam mình đâu. Ok. Hẹn gặp lại các bạn ở đằng sau nhé. Chắc là đằng sau. Ok, chào và hẹn gặp lại. Bye bye.